I'm talking to Vietnamese in Vietnamese. If you have translation, it's fine. If you don't have, use your wisdom. Okay? It's nothing new, perhaps. It's all family problem, kids a problem, husband left, wife run away, anything like that. Nothing new, okay? Thôi, mấy người Việt Nam, muốn nói tiếng Việt Nam thì nói ha. Muốn nói tiếng Anh thì nói ha. Sợ quý vị mới qua, không có biết, mấy bữa nay nghe không hiểu. Là nó dịch không có được á. Dịch không có đúng á. Bây giờ muốn hỏi tiếng Việt Nam là hỏi đi cho đã. À. Còn hỏi tiếng Anh cũng được nha. Whatever better for you. Nói tiếng nào mà giỏi thì nói tiếng đó. Hả? Nhìn đủ hả? Nhìn hả? Đủ chưa? Five minutes, hả? Huh? All the Vietnamese can sit here. Anyone, okay? Việt Nam lên hả? Sao? Muốn hỏi gì không? Give him microphone. Okay, la. Dear Master, what is our ultimate mission in this life? To meditate. Ah, meditate. Bless yourself and bless the world, okay? Okay, Abba? That's all right? You have to meditate and find your own wisdom. And then you bless yourself, bless the world. That's your mission. That's everybody's mission. Yeah. All right, thank satisfied? You, Master. Anything else? Chụp hình hả? À, rồi. For making money. They have to make a model, a catalog out of it, and then sell it. I am doing a modeling and master job at the same time. Superwoman, yeah. Yeah. That's why you always see me with fancy new dress. It's my new design, yeah? I have to wear them. Then I make a picture, then I make a catalog, and when the customer comes, I show it, and then I sell it, yeah? I can't afford to hire models all the time. They are very expensive for nothing. Just to hire their legs is expensive. Just because I have longer legs, you know, never mind, I put high heel on, it's all right. Bottle legs, yeah? Yeah, mostly they are just expensive for their legs, nothing more. Pay a lot of money. I can't afford it. Yeah, I can, but then the clothes will be too expensive. Còn không? Anyone else? Yeah, give him. Tự do muốn hỏi tiếng Việt hỏi tiếng. Dear Master, when I did the Quang Vinh, I heard the both sound altogether. Both sound? Yeah. You mean both sides? No, the right ear. And the left. But I heard the both sound. One sound or both sides? Sound. What? It's okay. One sound is look like the soft the music. Don't matter. Love soft music and one sound is the rainfall. Okay, good. But hear the soft music. I tried to separate sound, but I can't. Okay, and then hear which one are louder. Okay, concentrate on the louder sound, and later the other sound will go away. All right, huh? Yeah. Thank you, Master. Good question. Yes, good question. I like people who ask questions about practice. Rarely. Yeah.
Bác nói tiếng Việt hả? Dạ. Thưa sư phụ, mỗi khi con thiền quan âm, con luôn luôn cảm thấy ngứa ở chung quanh. Ngứa mũi hả? Dạ. Ngứa gãy gì đâu phải hỏi. Và thỉnh thoảng ở trong đằng sau lưng nó ngứa mà nó chịu không nổi, nó làm như là muốn đứng dậy mà phải làm cái gì thì nó mới chịu đựng nổi được. Làm gì? Mà cứ quan âm ấy. À, à tại nó bực mình ha. Nó bực mình khó chịu ha. Thì bác đứng nè, bác đi vòng vòng hai ba cái rồi ngồi xuống ngồi nữa. Dạ. À. Không sao chứ phải không? Không sao, không sao. Nếu chịu được thì chịu hả? Chịu được thì gãy. Mà gãy mà chịu không được thì đứng dậy đi vòng vòng một hồi rửa mặt. Năm thôi à, biết rồi thì cái đó nó mới kỳ á. Đó nó kỳ lắm. Ai ngồi cái đó cũng khó ngồi hả? Cảm ơn sư phụ. Dạ, dạ. Không sao đâu. Bác về rửa mặt chút á rồi đi vòng vòng hai ba bước cho nó bớt bực á rồi ngồi trở lại. Dạ. Kỳ nó. Kính thưa sư phụ, như sư phụ dạy nghe chúng con thì nghe âm thanh từ trên nghe xuống, mà riêng con thì con nghe từ trong đầu con nghe ra. Như vậy cái âm thanh đó có đúng hay không sư phụ? Không phải từ trên nghe xuống, mà ý nó là cái âm thanh đó lẽ ra nó từ trên nó xuống. Dạ. Nhưng mà mình nhiều khi mình không có để ý kỹ đó. Dạ. Thì nhiều khi nó thấy như là ở bên mặt, nhiều khi thấy như là ở bên trái, nhiều khi là thấy ở bên trong, nhiều khi thấy ở bên đằng sau á. Dạ. Không sao đâu, có nghe được là ok rồi. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Thí dụ ý mà khi nào mình để ý nhiều mà tốt nhất, khi mà cái chú ý của mình là tốt nhất á, thì mình nghe hình như nó ở trên nó xuống vậy đó. Là ý sư phụ nói vậy để cho biết cái lúc nào mà cái sức chú ý của mình nó mạnh hay là không mạnh, để cho mình biết cái sức của mình thôi. Chứ nghe đâu cũng được, ok hả? À, nghe bên trái tức là cái lúc đó cái sức chú ý của mình nó quá loạn nè. À, mình nghĩ về đời sống nhiều hơn, nghĩ về cái đời sống vật chất nhiều hơn là nghĩ đời sống tinh thần. À, cũng như nghe ma vậy mà. Vậy thôi hả? Ok, chứ nghe đâu cũng được không sao hết. À. Kính thưa sư phụ. Khi con quán âm thì có khi con quán âm được 1 tiếng rưỡi, còn có khi con quán âm chừng 5 phút hoặc 10 phút thì con cảm thấy giống như nó khó chịu, con quán âm không được. Mà nó thường bị vậy hoài vậy sư phụ. Cái lúc mình khó chịu mình ráng mình chịu hả? Chịu hồi nó qua. Còn nếu chịu không nổi thì đứng dậy đi 2-3 bước gì đó, đi vòng vòng hồi ngồi lại đi còn nghe nữa hả? Tại cái quán âm lực lượng mạnh quá đó. Nhiều khi ma chướng luôn người mình nó không muốn thoát ra ngoài á. Những cái chất không có được sạch sẽ hay là mình bệnh này kia trong người đó, bị nhiễm gì mà nhiều khi mình không biết á, thì bộ như vậy đó là nó muốn tống ra ngoài đó, rồi cái khó tống ra thành như vậy ha. Ok. Chứ có khi con quán âm quán quang á thì làm như là con bị nóng bừng 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 lên, giống như nó lên vậy, có phải là đúng không sư phụ? À, không sao đâu, nếu nóng quá uống ly nước lạnh á. Dạ. Thiệt chứ. Cảm ơn sư phụ. Rồi. Đấy, nhiều khi người mình nó có đủ thứ ma đó. Bệnh thì cũng kiểu là ma là nghĩa gì là negative mà. Negative force. Những cái chất gì nó không có trong sạch á. Nhiều khi mình bị nhiễm bệnh hoặc là thân thể mình nó có chất độc á, ăn uống rồi nhiều khi có trúng độc á, là đi ra ngoài trúng độc á, là bị người ta truyền nhiễm bệnh á. Thành ra cái lúc ngồi thiền á, nó muốn muốn gì đó, cái mày tống ra ngoài giùm cho mình đó. Chẳng không những là tinh thần mình khỏe nhưng mà thân thể cũng sạch sẽ nữa. Nhưng mà nhiều khi nó nhiều quá đó, để tống không kịp nó thành nó mệt vậy đó. Ok hả? Dạ. Dạ. Dạ thưa sư phụ, con có bệnh rất mình, con đi tắm á. Bậy. Rất là nhiều năm như vậy rồi chứ không phải là bậy. Cái thứ hai đó là con làm ngồi con thiền đâu, có đâu. Con ngồi con thiền một mình á, con không dám thiền, con ngồi thiền tự nhiên con thấy có người chụp con sợ quá, con không dám thiền. Có nhiều khi ở con lấy hình hả? Ở mình dạ, hả? Dạ, chồng con đi làm ca đêm. Con làm ban đêm hả? Dạ. Không đổi làm ban ngày không được không? Được không? Ảnh đổi không được sư phụ. Trời rồi nhiều ơi. Khi con thiền con lấy hình thì chạy ông sở ngồi thiền với ông á. Được không? Nhiều được khi không? Con hả? Con không chạy qua nhà đồng tu ngồi thiền ngồi đã rồi đi về. À, chắc bà sợ ma gì. Con biết mà nhiều khi con thấy có nhiều người chụp con nên con sợ mà ai con chụp bà làm chi. Có chồng rồi ai thèm chụp. Coi tu vậy mà chưa ai thèm chụp bà làm chi. Thôi đừng có sợ bậy hả?
Nếu mà khi nào mình ngồi thiền á, mà mình thấy sợ thì thắp đèn lên á, để đèn bốn cái đèn bốn góc á. Con để đèn sáng con cũng sợ. Đèn sáng cũng sợ nữa, thôi hết 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 chữa con rồi. Con để hình cho cô xung quanh để con ngồi thiền con cũng sợ. Để hình xung quanh cũng sợ nữa. Con cũng còn sợ. Ờ thôi đi vô sở ngồi thiền với ông đi. Con sư phụ. Được không? Biết lái xe không? Dạ biết. Ờ thì lái xe vô sở ngồi thiền với ông một hồi ngủ chổng mai đi về luôn. Có đi làm không? Dạ không, con ở nhà con. Ờ thì đi theo ông chồng đi, ông đi làm đâu mình chạy theo đó. Đâu có. Ờ tôi hồi đó vậy không. Ở đó nhà cũng mình buồn không xã, mỗi lần đi làm đêm á, trực trong nhà thương á, tôi xách gói chạy theo à. Ờ vậy á. Vô đó được không? Đem cái sleeping bag vô đó nằm ngủ gì? Đâu. Không được hả? Ở nhà có con nhỏ mà sư phụ. Ở nhà con nhỏ mà có con mà sao sợ trời ơi. Con tối con đi tắm có một mình con, mấy đứa con ngủ á, con đi tắm con không dám đi nữa. Thì đi chung ngủ chung với tụi nó. Ok hả? Lớn rồi sợ kỳ, có con nữa hả, ngủ chung với mấy đứa nhỏ. Ok à, đợi mấy đứa nhỏ nó ngủ rồi đó mình ngồi thiền, con mình ngồi thiền cái lúc trong phòng của tụi nó đó, vậy đỡ sợ. Ok hả, được không? Con có thử nhiều lần rồi mà không được sư phụ. Ngồi chung với con cũng sợ nữa hả? Tụi nó ngủ hết rồi sư phụ, ngủ môi lên ngủ gần bên cũng sợ nữa hả? Trời ơi má ơi, thôi thôi má thì con ngồi thiền đi chứ má ngồi kiểu này mà càng ngày càng sợ mất công á. Hả? Lớn rồi có con có cái có cháu ngoại nó mới sợ kỳ quá vậy. Thôi đừng sợ kỳ nha, không mắc cỡ lắm á. Biểu mấy người nó đi chỗ khác chơi đi, đừng có lộn xộn. Ok hả, nói vậy đó, biểu họ đi đi ha. I don't want you, ok, don't bother me, tell them, ok, then they go away. Mỗi lần hả, trước khi ngồi thiền á hả, lấy một ly nước lạnh bự bự á, uống một nửa đi hả, còn nữa rẫy xung quanh á, biểu mấy người đi chơi chỗ khác, thầy tôi biểu vậy đó. Rồi đây nè, người kia à, tối nào cũng làm nha, tối nào cũng làm dừng hết thôi nha. Này, mới nói 2-3 lần nó không chịu đi đâu, 3-4 lần sau nó đi à. Ok hả, nhớ nha, uống một nửa còn nửa rẫy xung quanh nha. Này, giờ rẫy giờ nói nha. Rồi đi. Nói thầy tôi là Thanh Hải Vô Thượng Sư, biểu mấy anh mấy chị á, người nào mà có duyên với tôi hồi xưa đó, bây giờ hết duyên rồi đi chỗ khác chơi. À, tôi cầu nguyện cho mấy người đừng có đứng gần lộn xộn ha, đừng làm phiền tôi vậy đó. À, không. Dạ kính thưa sư phụ, con truyền tâm ấn được 3 năm rồi. À, lần này là lần đầu tiên con đi dự thiền quốc tế. Chà, dạ cũng lần đầu tiên con mới gặp sư phụ. Chà dữ không? Thì thời gian 3 năm nay thì con thiền lần nào con cũng cầu nguyện sao cho con gặp sư phụ một lần. Gì mà dễ mà, tôi đi đâu lung tung dạ, mà con gặp. Thấy ai cũng dễ hết, sao mà con khó quá, con chờ tới 3 năm rồi bây giờ mới giấc mơ mới thành sự thật. Chả gì mà phải mơ gì vậy, mấy trăm bạc đi được gì. Dạ nhưng mà con không có điều kiện đi. Không có tiền hả? Dạ không phải, nhưng mà hồi... Ông xã cấm hả? Dạ con không phải. Chứ sao? Hồi đó con làm daily đó, rồi thành ra con không có cái đủ cái điều kiện để đi gặp sư phụ đó. Không, xin nghỉ được hả? Dạ không phải, con giống như gì là mình không phải. mình ôn cái daily đó rồi. À, hiểu dạ, rồi, rồi. Dạ, 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 dạ không có đủ điều kiện để đi. Ờ, dạ. Thôi được rồi, dạ. Ok. Dạ, câu hỏi của con bữa nay là cái thiền của con đó, thì trong vòng 3 năm nay coi như là con thiền không bao giờ con thấy ánh sáng. Dạ con không biết tại sao con thấy mờ mờ cái dạ cũng không thấy đen, coi như là con giống như con đi ban đêm mà không có đèn vậy đó, con cứ mò đi riết vậy. Dạ nhưng mà âm thanh á thì con nghe ờ cũng đỡ. Dạ mù nhưng mà chưa có điếc. Dạ dạ. Nhưng mà cái điều lo sợ của con á là tại vì theo con hiểu á là mình phải có ánh sáng á thì khi mà mình giảng sanh á mình mới được giải thoát, mình mới theo ánh sáng đó mình đi đi giải thoát. Không sao đâu. Cho nên con lo lắng đi, mù thì có người dẫn đi. thì cô con làm việc nhiều quá đi không sao đâu.
Dạ, con cố gắng rất là có thời gian, con nản quá, con cũng bỏ. Bỏ đi, trời ơi, hèn chi, cái lúc đó là cái lúc nó sắp ra rồi đó, cô bỏ. Dạ, thì ông xã cũng có nói là giống như mình đào giếng vậy đó, vì sắp tới cái mạch nước rồi mà mình không biết, mình bỏ ngang thì uổng quá. Đúng rồi. Dạ, phải rồi, mà thì cũng... Thôi bây giờ tiếp tục lại đi, trời hồi nó bỏ bây giờ phải làm thêm lâu lắm á. Dạ, con nói vậy chứ, bỏ cho trâu chồng tuần lễ chứ không có bỏ lâu. Cái lúc cái tuần lễ đó là cái lúc ánh sáng nó tới nhiều lắm. Tôi bên kia tôi thấy nè. Tới gõ cửa nhà cô đóng mất tiêu à. Thôi được rồi, không sao đâu hả? Nếu mình tiến bộ nhiều mặt khác chứ không phải tiến bộ về dạ, vấn đề con thấy không? trong cái đời sống thì rất là tiến bộ, nhưng giống được như rồi. Trong okay. cái tư tưởng của mình thì thay đổi rất là tốt. Okay. Dạ. Mà tại cô bận rộn đó, là việc nhiều quá đó, cái lúc ngồi thiện không có để ý, không có tập trung được nhiều. Dạ. Không có thanh thản đó chứ không phải tập trung. Mình thanh thản nó ánh sáng nó mới xuất hiện. Ok. Nhưng mà con cố gắng tập trung, có thời gian con nghĩ đó. Cái không có làm đó, ở nhà cố gắng tập trung mà hả mà con tập trung càng nhiều thì nó càng nặng cái đầu ở phía trước. Không phải tập trung vậy. Không phải tập trung là tức là mình cố mình ép nó cho nó nhớ chỗ này, không phải vậy. Tập trung rất là nhẹ nhàng, không? Tập trung có nghĩa là khi nào cái tâm hồn mình nó thanh thản á, không có cái lo lắng, không có cái gì tới á, tự nhiên đó, nó tập trung à. Ok, mình cố gắng mình tập trung cái đó chưa phải. Cái đó tập thôi. Yeah. Tập thôi chứ, trung thôi. Còn cái khi mà mình thanh thản á hả, tâm hồn mình rất là trong sạch, nhẹ nhàng, không có lo lắng, không có sợ hãi gì đâu. Cái lúc đó tự nhiên ánh sáng nó đến à. Nhưng mà khi mà con thiền cũng không có ánh sáng, nhưng mà tại sao coi như trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ con thiền xong rồi, con cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn. Thôi vậy được rồi, thoải mái rồi hoài à, rồi đủ thứ. Không, nhưng mà con không hiểu được tại rồi. Sao con không có ánh sáng. Thôi cần gì ánh sáng nó như đủ rồi. Được rồi, ok, vậy tốt á. Rồi, next one. Đằng sau đó, sát mình, ok. Dạ, thưa sư phụ. Con cũng lần nào đầu tiên để gặp mặt sư phụ. Coi như là 3 năm rồi. Dạ. Giống y không? Dạ. Hai người gần nhau hả? Vậy sao? Có câu hỏi gì? Dạ có. Con đi thiền đây á, cũng như là con được lên thiên đàng á sư phụ. Trời sao vậy? Nè Australia chứ không phải thiên đàng đâu, đừng đi lầm nha. Tại vì á, gần sư phụ á, con thấy trong giấc mơ á, con được ngồi bên sư phụ á, sư phụ rờ đầu á. Giờ cũng đúng sự thật á sư phụ. Chưa có rờ lần nào, đừng nói bạn. Thiên tình hả? Fishing. Giờ là bộ nói vậy, nói kêu bằng nói gì đó. Với lại nó ké hả? Nó ý hả? Tự nhiên á, con qua đây tự nhiên sao con có cái lòng coi như là tham á sư phụ. Dạ. Tham gì? Dạ tại vì á, tham cái gì? Dạ nó kêu chứ chạy lễ lên chứ để hết chỗ ngồi lên sư phụ. Dạ, để đâu có sao đâu. Cái không sao đó, ai cũng tham giống mì hỏi rồi. Hỏi mấy người này giống mì. Nó kêu con chạy lẹ lên chứ để được chiêm ngưỡng sư phụ, đỡ chút nào đỡ chút mấy sư phụ. Ok, có nhiêu đó hả? Dạ không biết con cái gì, con có tội không biết nè. Có tội ghê lắm á. Kỳ sau cũng tiếp tục làm như vậy, nếu không còn có tội nặng thêm nữa. Ta kêu lên chứ tội gì. Dạ với con có tu hành cũng chưa tới nơi á, con định qua gặp sư phụ để xin sư phụ chỉ cho con những cái lời mà để về con thiền á. Nhưng mà bữa qua sư phụ giảng ra hết rồi, chung ý con hết rồi. Dạ sướng quá. Thì bữa nay con lên con cảm ơn sư phụ đã cho con biết như vậy rồi. Dạ xin đổi ơn sư phụ. Ok, được rồi. Cảm ơn. Anh hả? Còn cô bé kia đâu không thấy không chưa? Kính thưa sư phụ. Hả? Dung á? Bận hả? Đi làm thôi hả? Chứ không phải bỏ tôi hả? Ok. Kính thưa sư phụ,
Con được truyền tâm ứng, sư phụ truyền tâm ứng cho con được 4 năm rồi. Nhưng mà con ngồi dương thì con cũng có ánh sáng. Nhưng mà con ngồi âm thì âm thanh cũng có. Nhưng mà không hiểu tại sao con thấy hai lần này có âm thanh này, âm thanh gọi tên con lên thì con không hiểu như thế nào này. Con hỏi đi sư phụ xem như thế nào. Bác tên gì, bác tên gì? Tên là Mưu, Vũ Thị Mưu. Thế con để ý tại sao ngồi âm thanh này gọi tên mình lên thì con cứ nghi thế, con không hiểu tại sao. Đến hôm lần con lại ngồi quan ánh sáng cũng có một lần lại gọi tên con. Tại cái tên bác đẹp mà người ta gọi cái gì đâu. Tên này khó kiếm lắm á. Hồi đó giờ tôi nghe, chưa nghe người Việt Nam nào có tên Vũ Thị Mưu bao giờ. Nên con cũng thấy con sợ, con không biết như thế sợ nào. Sợ gì, tên mình hay, người ta kêu sợ gì. Hả? Tên khó kiếm không? Hồi đó giờ có nghe, con chị có nghe ai kêu Vũ Thị Mưu bao giờ không? Không bao giờ, không bao giờ. Bảo đảm cho bác biết tên bác là, nghĩa là độc nhất vô nhị đó. Nên con không biết như thế nào, con rất sợ. Thôi thôi, không có sợ, đừng có sợ. Gọi tên. Người ta gọi tên bác gọi tên sư phụ lại, trả thù nó. Ha, chừng đó coi ai sợ ai cho biết ha. Người khác. Next one. Có ai hỏi nữa không? Không hỏi đưa bên này. Nè, hỏi không? Yeah, okay. Trước tiên con xin kính sư phụ. Và con là đệ tử mới sư phụ. Được, ok, it's ok. Is it open? Con là đệ tử mới đất sư phụ. Bây giờ con bạch với sư phụ là đây là lần đầu tiên mà con được diện kiến sư phụ. Con thấy đời con quá sung sướng. Cảm ơn sư phụ đang gia trì và an bài cho con cuộc đời của con thật cũng an tạ. Thành ra con kính với sư phụ. Thôi đừng làm tôi mắc cỡ, khen gì tôi mắc cỡ, tôi không có khen nha. Nói gì nói đại đi cho rồi đi. Sao? Hỏi gì, có hỏi gì không? Với cái thứ ấy là con... Quân coi thử microphone nó làm sao vậy? Con thấy này con mừng quá rồi thôi. Hết hỏi rồi hả? Mừng quá thôi luôn. Thôi được rồi. Ta bắt nghỉ chút đi, lát nó hết. Hết hồn á, bây giờ đang hết hồn á, một lát. Không phải hết hồn rồi, sư phụ. Một lát ok rồi, cái nói ok. Dạ con muốn hỏi sư phụ là đôi lúc con thiền á, con thấy con người con rất là thoải mái và nhiều khi con thấy là con không có cái thân thể con không còn hiện hữu nữa, nhưng mà con thấy là rất là tịnh, nhưng mà con không thấy được ánh sáng gì hết. Con chẳng biết là cái đó là có cái hiện tượng như thế nào rồi, sư phụ cho con biết. Có sao không? Dạ. Thiền định được là tốt lắm rồi đó, thoải mái. Dạ, nhiều khi con thấy hoặc là những cái cảnh bên ngoài hay là người ta nói chuyện gì con không có nghe gì hết nên con còn, nhưng mà con không thấy được ánh sáng gì hết. That's okay. Cái thứ hai nữa là đôi lúc con thiền á, mình tự nhiên cái là con không có ý nghĩ, nhưng mà những cái ý thức về thơ từ đó đâu nó trong đầu con, nhưng mà từ đó thì con chưa có biết những cái bài thơ hay là những cái ấy trong đầu con nó hiện ra như vậy. No problem. Yeah. It's okay. Cảm ơn sư. Soon you will pass. Yeah. Là một lúc nào đó mình sẽ vượt qua cái cảnh đó luôn. Yeah. Không có gì đâu. Yeah. Cảm ơn sư. Cái lúc mà mình ngồi thiền và mình thấy là thoải mái, không có nghe những cái gì xung quanh, tức là mình nhập định á. Dạ. Dạ, nhiều khi con biết, nhiều khi mình trong trạng nhập định, nhưng mà mình phải thấy cảnh giới nữa, không biết. Không. Dạ. Có nhiều loại định khác nhau. Dạ. Con xin cảm ơn sư. Nhiều khi người ta ngủ, người ta định cái thế giới thứ năm ngủ lắm. Không nghe được. Alarm clock á, không biết đồng hồ báo thức để dậy ngồi thiền mà cũng không biết vậy đó. Còn ai nữa? Dạ thưa sư phụ, bảo linh hồn, cái ánh sáng mạnh hơn đó là linh hồn mình sư phụ. Còn đây là bảo hai linh hồn, sao là như của mình là đủ quá. Thì tôi là tự nhiên nó vô qua tiền lớn á.
mở ra nó đi ra, nó luôn cảm thấy như vậy thôi, chứ là của mình cũng nha.